mẹ cho mình có 20 triệu để mua laptop thôi. Nếu như là mình, mọi người sẽ chọn em laptop như thế nào? Trên bàn mình đây là một em laptop có bản lề cực kỳ cứng cáp, có thể gập mở bằng một tay. Ngoài ra góc độ gập mở lên đến là 180 độ lận nha. Còn CPU là AMD Ryzen 7000 series mới nhất cùng với con chip U tiết kiệm điện năng nữa, là tất cả những gì mọi người chỉ cần bỏ ra dưới 20 triệu để sở hữu em máy này. Và đây chính là Asus VivoBook 15X OLED. Và hãy cùng mình trên tay nhanh em máy này xem là nó có những điểm gì đặc biệt nhé. Bây giờ sẽ là intro. Thiết kế full máy màu đen như thế này là mình khá là thích thú, bởi vì trong nó rất là liền một khối cùng với cả touchpad và với cả bàn phím của máy luôn. Trong cái bố cục của nó sẽ không có bị rời rạc. Ngoài ra thì mình rất là thích cái màu đen indie này của hãng nha. Mình còn thích huống gì các bạn nam. Mặt A của máy vẫn sẽ là chiếc logo của VivoBook nằm một góc như là một cái điểm nhấn, thêm một chút cắt xẻ để trong máy có vẻ sắc sảo hơn. Đồng thời thì phím Enter cũng sẽ được cách điệu như là một chiếc logo VivoBook thu nhỏ vậy. Mình rất là thích cách Asus thiết kế laptop, bởi vì họ định nghĩa ngôn ngữ thiết kế cho từng dòng laptop của họ. Mọi người nhìn vào có thể phân biệt đâu là Asus VivoBook hoặc là đâu sẽ là Asus ZenBook chẳng hạn. Màn hình khi mà mở lên á, thì nó cũng sẽ không phải đỡ máy, vì bên dưới mặt D của máy sẽ có một cái thanh cao su cộm lên để mà nâng máy, giảm tải trọng cho màn hình của máy. Thiết kế hiện đại như thế này mà tầm giá chỉ dưới có 20 triệu thì có ảo quá không? Nhưng mà thật ra thì trọng lượng em máy này nằm ở trong cái khoảng là khá nhẹ mà thôi, thì tầm đâu đó là 1,7 kg. Nhưng mà mọi người cũng đừng có lo, vì mình là con gái nhưng mà vẫn có thể nâng máy được bằng một tay nha. Ngoài ra thì khi mọi người bỏ vào ba lô thì nó cũng sẽ không chiếm diện tích quá nhiều, bởi vì em máy này chỉ dày có 17,9mm mà thôi. Ok, và sau phần thiết kế thì mình sẽ đi từ từ vào bên trong. Và đầu tiên nó sẽ là phần màn hình ha. Màn hình của em máy này với kích thước là 15.6 inch, tấm nền là OLED Full HD luôn, nên mọi người sẽ sử dụng các tác vụ giải trí hoặc là ngay cả mọi người chỉnh sửa hình ảnh hoặc video nó cũng sẽ lên màu rất là tốt, bởi vì nó sở hữu được một cái dải màu là DCI-B3 100% lận, nên là độ chuẩn màu nó sẽ không cần phải bàn cãi nữa. Cùng với tỷ lệ màn hình của em này khá là phổ thông, nó là 16:9 á, nên là khi mọi người lướt web nào hoặc là mọi người xem YouTube, Netflix and chill thì nó độ hiển thị của hình ảnh nó sẽ lên rất là tốt. Và nếu như mọi người là một người theo cái chủ nghĩa thích dịch chuyển, thích đem laptop đi đây đó la cà quán cà phê để mọi người làm việc hay là học bài, thì đây là một em laptop over hợp với mọi người luôn. Không chỉ là vì về cái độ mỏng nhẹ của em nó, mà còn về cái độ sáng bích của em nó khi ngoài trời là đến 600 nit lận. Đây là một cái thông số khá là ấn tượng cho một em laptop ở mức giá tầm trung như thế này. Với cái độ hiển thị màn hình cao như vậy thì dù là mọi người có đang ngồi ở nơi có ánh sáng chói gắt thì em laptop này vẫn có thể cân được cái độ sáng trên máy, không có bị bóng mờ, kể cả khi mà mình để dưới ánh đèn studio khá chói như thế này nhé. Và một điểm mình hơi tiếc trên tấm màn của em máy này đó chính là cái tần số web maximum chỉ được có 60Hz mà thôi. Nên là khi mọi người chơi những cái tựa game mà có yêu cầu độ họa cao thì lúc mọi người chơi á sẽ có hơi bị giật lắc hoặc tụt FPS một xíu trong những lúc combat nha. Nên là mọi người để bảo vệ máy thì chỉ nên setting đồ họa ở trên em máy này ở cái mức vừa phải để mọi người chơi game thôi, thì máy sẽ có những cái độ ổn định nhất định đó. Phần viền màn hình thì khá mỏng, hai bên cạnh thì mỏng á, nhưng mà hai viền trên dưới thì vẫn còn hơi dài một xíu. Nhưng mà ở cái tầm giá này thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều. Và nói thật ra thì tỷ lệ hiển thị hình ảnh so với màn hình cũng là 84% lận. Đây là một cái thông số không có tồi rồi. Và bên cạnh trên của màn hình thì sẽ có một cái webcam để phục vụ mọi người trong công tác là meeting hoặc là học online. Kế bên cạnh nó sẽ là có một cái cần gạt vật lý để mọi người có thể đóng cam mỗi lúc mà mọi người không cần sử dụng. Và cá nhân mình thấy thì cái nút gạt vật lý này nó khá là hữu ích, tại vì bây giờ công nghệ AI cũng đã phát triển khá là nhiều rồi. Mình cảm thấy cái nút gạt vật lý này nó vừa tiện mà nó lại vừa an toàn hơn khi mà mọi người đóng mở bằng phần mềm. Và với một em laptop 15.6 inch thì chắc chắn rồi, mọi người sẽ sở hữu được cho mình một chiếc bàn phím full size, full phím số bên cạnh luôn. Cảm giác gõ theo mình rất là ok. Ngoài ra thì độ nhận phím khá là cao vì phím rất là nhạy khi mọi người lướt tay ở trên phím. Hành trình phím thì sâu, và nếu hành trình phím sâu mọi người sẽ gõ thích tay hơn đối với những cái bàn phím mà nó có hành trình phím nông. Phím Enter sẽ được cách điệu như là mình nói bên trên vậy đó, sẽ tạo cho mọi người có một cái sự định nghĩa nhất định về ngôn ngữ thiết kế của Asus dành riêng cho dòng VivoBook. Touchpad thì cũng sẽ thuộc loại to luôn. Mình mượn tay một bạn nam để thao tác cho mọi người xem thì mọi người có thể thấy đó, nó không có bị khó chịu khi mà mọi người thao tác. Ngoài ra thì mọi người vuốt chạm khá là nhạy và không có bị rít, nên là mình rất là ưng. Ok, và đây chắc chắn sẽ là phần mọi người mong chờ nhất đúng không? Tiếp tục chương trình sẽ là cấu hình. Như mình đã nói bên trên thì chỉ với cái mức giá dưới 20 triệu thôi, nhưng mà mọi người vẫn sẽ sở hữu RAM là 16GB và SSD sẽ là 512GB luôn. Dung lượng lưu trữ lớn và thoải mái sẽ giúp mọi người có nhiều không gian để trải nghiệm nhiều phần mềm hơn, hoặc là dùng để lưu trữ những cái tệp tài liệu lớn thì máy vẫn sẽ chạy khá là mượt mà.
Căn đồ họa AMD Radeon đủ để mọi người thao tác cách ghép video nhẹ nhàng nhưng mà đừng layer quá nhiều là được. CPU của máy sẽ là AMD Ryzen 7000 series và cụ thể là 7530U, một con chip U rất tiết kiệm điện và ổn đối với những người thường xuyên sử dụng laptop. Và bất kể những cái con laptop nào mà nhắm đến các đối tượng là dân văn phòng hoặc học sinh sinh viên thì các cổng kết nối trên cái em máy đó đều được trang bị rất là đầy đủ luôn. Và ở trên em máy này thì mọi người sẽ sở hữu đến 3 cổng USB, 2 cổng là USB Type-A, 1 cổng USB Type-C 3.2, 1 cổng sạc Power Delivery, 1 cổng HDMI và 1 jack cắm tai nghe 3.5. Asus VivoBook 15X OLED này thì sẽ được trang bị một viên pin khá lớn là 50Wh, nên là mọi người có thể hoạt động on-screen liên tục 5-6 tiếng với mức độ sáng màn hình vừa phải thôi nhé. Ok, vậy là mình cũng đã điểm sơ qua những cái nét đặc trưng trên em máy Asus VivoBook 15X OLED này rồi. Nhấn mạnh với mọi người thì đây chỉ mới là một cái clip trên tay nhanh của mình để mọi người cùng chia sẻ niềm vui mới này với mình thôi. Chắc chắn mình vẫn sẽ còn trở lại với mọi người trong một clip đánh giá chi tiết em máy này, bao gồm là test game nè, test hiệu năng trên em máy này nữa. Mọi người phải chờ nha. Và nếu như mọi người còn thắc mắc về thông tin, sản phẩm hoặc là chi tiết về giá thì mình vẫn sẽ để tất cả dưới phần mô tả cho mọi người cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip đánh giá chi tiết nha.